coi tình hình nhà Hồng Loan bây giờ nghe quý vị. Bây giờ bữa tối gần 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 20 gần 9 giờ tối rồi đó, ông Phương với đang ngồi bàn nói chuyện với chú Trắng đó quý vị. Ông Phương ngồi bàn nói chuyện đó, chú Trắng với ông Phương ngồi bàn nói chuyện đó, quý vị. Phương ngồi bàn đó. Chú Trắng đang nói chuyện với ông Phương đó quý vị. Còn đồ đạc của Phượng Gia để ra tòa để cầu quyết định nha quý vị. Rồi lúc đó tha hồ dọn, lúc đó tha hồ có phim coi nha quý vị. Giờ buổi tối nhà Hồng Loan đến rẽ bên đây là nhà thờ của chú Năm Vũ Linh, còn bên đây là shop Hồng Loan nữa quý vị. Bây giờ cầm quay quý vị một chân chào chú cho quý vị coi. Vô trong đồng ý quý vị, lại chim mà quý vị ơi. Hồi sáng có một bên có một con dê con tới chửi Hồng Loan nhưng cưng ba miệng đó, quý vị nói với tôi là cơn Thiên Ân. Thiên Ân ơi, có đứa ve con chửi Hồng Loan rồi ăn ra ăn giải quyết giùm đi. Rồi ra tôi trước khi tôi ra tôi kêu một người em Yukubi tới đi với tôi tới quay nó không có quay lại luôn. Bây giờ chị tới quay người đó chửi chửi thì thầm cán bộ không chụp lấy điện thoại ra chụp tôi đó quý vị. Đáng tôi quay cho quý vị coi á. Quay cho quý vị coi. Hôm nay tôi nói rõ là hồi sáng người đó chửi chửi Hồng Loan là con chó Hồng Loan, mày dặn nhà Hồng Phượng Hồng Hồng Nhung Hồng Chi rồi đúng. Quý vị biết tôi rồi, pha chính nghĩa là tôi binh Hồng Loan dữ lắm quý vị ơi. Đã hằng hà ra 37 năm rồi ta vì cuộc sống hơn vì ghẻ con chồng nữa. Hồng Loan vậy phải bỏ nhà ra đi tìm cảm giác lạ. Đúng rồi, ai cũng vậy, xã hội bây giờ học sinh bây giờ cũng vậy thôi. Hello, chào Trần 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 Duyên Duyên Ni. Bây giờ thời buổi bây giờ học sinh bây giờ ghê hơn hơn Hồng Loan á. Trốn cha mẹ đi học để đi khách sạn với trai không đi nhiều không tới khoảng một thời gian sau báo cha mẹ là con có mang thai rồi. Rồi cha mẹ gọi cái cấp cưới hỏi về rồi thằng chồng không lo làm ăn suốt ngày nhậu nhẹt ăn đòn đó quý vị. Hồng Loan cũng giống vậy thôi, đừng có nói Hồng Loan này nọ. Ở Hồng Loan vì tiểu thư công chúa, vì chú Vũ Lâm hồi xưa thì đi hát cả ngày giao mọi chuyện cho cháu bào quận béo, cháu bào quản lý rồi đánh đập bắt Hồng Loan ăn cơm thừa của Phượng Gia quý vị. Bắt ăn cơm thường nghe không cho Hồng Loan ăn cơm gì, không cho Hồng Loan ăn cơm ngon. Bắt ăn cơm thừa của Hồng Phượng Gia với mặc đồ cũng vậy thôi.
Buổi tối bây giờ có chị khán giả ở đâu mới mua đồ chị Hồng Loan lắm quý vị. Bây giờ học sinh ghê gớm lắm quý vị ơi. Trốn cha trốn mẹ lập văn bản đi tối ngày không rồi quý vị, cặp kè không phá thai. Bây giờ học sinh phá thai nhiều lắm quý vị, 13 tuổi đã biết yêu rồi, bỏ nhà ra đi 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 chơi điện tử tới sáng luôn đó quý vị. Này tôi nói cho quý vị tin hồi sáng là nhỏ đội nó đỏ chửi chửi Hồng Loan ra tiếng luôn, rồi cơn ban miền nói tôi là tôi là cơn thiên ân anh thiên ân ơi, anh ra giải quyết nhỏ này đội nó chửi chị Hồng Loan rồi, rồi ra nó nhắc lại tôi hỏi nó chửi ai, nó chửi Hồng Loan. Nhà này có Hồng Nhung, Hồng Phượng, rồi tôi lấy mấy mấy ảnh ra tôi quay nó, ông nó lấy điện thoại ra chụp tôi để báo cáo cho hơn chừng kiếm tôi. Tôi rất thật với quý vị khán giả, tôi không sợ nó đâu, tôi làm đúng cái lễ phải rồi, đã hành hạ Hồng Loan 37 năm rồi, bây giờ để cho Hồng Loan trở lại thằng tiểu thư công chúa đi. Bây giờ ép thích quá à. Những cái tấm bảng tôi giờ rất Hồng Loan tôi nắm hết á, dù tôi khổ khổ tôi cũng giúp đỡ Hồng Loan mà. Những ngày mấy bữa nay tôi bỏ việc công việc tôi sáng buổi sáng tôi đi làm á, đi phụ thầy sắp xếp trái cây rồi xong rồi tôi về tôi quay shop Hồng Loan cho quý vị coi á, tôi thương Hồng Loan lắm, tôi với Hồng Loan là gần cùng cảnh ngộ, tôi cũng vậy, có cha như không, cha đi cầu tội. Tôi ở với bà nội, may tôi không có nghiện ngập gì á quý vị. Bà nội tôi khó lắm, đi học về quăng cặp xuống rồi chắc cởi quần dài ra mặc quần đồ đi quét nhà lau nhà không được, rồi quét xong rồi học bài xong rồi uống sữa đi ngủ. Bởi vậy tôi bây giờ không có nghiền ngập gì hết, tại tôi đi một tôi nghe là bạn bè anh chơi xúi giục tôi bị một lần vô chạy rồi đó quý vị. Bởi vậy tôi bây giờ tôi kiếm tiền thôi, tôi dẹp bạn bè đi qua một bên. Bây giờ bạn bè ma quỷ, gia đình là trơn hết, gia đình vợ con là trơn hết. Bạn bè mình khổ mình có giúp được mình không? Tôi ngồi đây quay chờ chị Hồng Loan về. Công cô quay cho quý vị khán giả coi chị Hồng Loan đi đóng MV của Hồng Loan mới ở phim trường Ăn Hai Vũ Lân ở 98 Trần Đại Nghĩa quý vị. Đừng nói Hồng Loan hư hỏng mà do bà Sáu Bào á, bà ép quá, bà làm có cháu ruột vậy như người làm hàng như cháu gì không à. Lại trong khi đó cha cũng Hồng Loan á, là chú Năm Vũ Lân á, là đi làm suốt ngày kiếm tiền về nuôi cha mẹ, nuôi ông bà ăn em mày nọ, trả nợ cho Sáu Bào bảy báo không biết điều. Còn bây giờ muốn chiếm hữu căn nhà của Hồng Loan nữa, không có cửa đó đâu. Còn nói Hồng Loan làm giấy tờ giả, hỏi quý vị là năm tuổi Hồng Loan biết gì, chỉ biết sửa biết đi học thôi, có biết làm giấy tờ đâu. Người làm giấy tờ là bà nội với má Tư Cúc Hân với ba Năm Vũ Lân thôi. Còn Hồng Loan là chỉ biết đi ăn uống đi học thôi, không có biết đi làm giấy tờ gì á.
còn gỗ cường Hồng Loan làm giấy tờ giả hối lộ, hủy ban tiền để làm giấy tờ giả. Đó, bây giờ kiện làm đơn kiện có ai giải quyết được vụ đó đâu. Đó, rồi chưa chỉ ngón tay như chỉ cái gì không à. Đó, bây giờ anh Phương ra ngoài đó quý vị. Đó, ông Phương này là nhờ ông Phương này được đồ cảm ơn quý vị ơi. Nhờ ông Phương với má tư quốc cần chị Hồng Lâm mới được sở hữu căn nhà rồi số 5 Đồng Thị Vĩ, Đồng Thị Điểm nha quý vị. Từ trên xuống dưới đó, cho quý vị coi. Từ trên xuống dưới đó. Qua sự việc này là Hồng Loan chính thức sửa nhà quý vị. Tôi hả, tôi biết cảnh ngộ Hồng Loan có ổ lắm. Tôi đang kể chuyện Hồng Loan cho quý vị nghe. Hồi xưa chú Năm Vũ Lân đi hát có ngày không có ở bận bên cạnh con chị Hồng Loan, không có ở cạnh bên chị Hồng Loan nhiều, chỉ người bên cạnh Hồng Loan nhiều là Tá Bào thôi quý vị. Tá Bào ác lắm. Tôi nhìn cái clip của Hồng Loan quấn chân người thương cất tiền người tôi xót lắm. Tôi rất là khó quấn người ta hơn quấn con chó, còn ngó chủ nhà nữa, còn hỏi chủ nhà còn này con cái này gọi là xuất sinh á. Ồ mẹ, loại xuất sinh không phải loại gì đâu, quấn trò quấn tầm cả luôn. Có ai về thì Hồng Loan về quý vị. Chào chị ở chị Minh Khang. Minh Khang, bởi vì đóng anh Huy về hả chị Bảy? Sáng đèn nó còn ở chị Tiểu Thư quý vị. Tiểu Thư anh giặt Tiểu Thư anh giặt mới về quý vị. Để thường gặp mấy đi đóng MV ăn hai vũ lưng mới về quý vị. Đó, trợ lý của tiểu thư chị Bảy quý vị. Đó, về còn hấp nhang nữa rồi, quý vị. Về hấp nhang cho ba nữa rồi, quý vị. Dạ cảm ơn chị Đào Nguyễn à. Đó, chị Bảy đi đóng MV về thắp nhang đó quý vị. Chào hỏi chị này có lễ Loan thắp nhang cho ba nghe.
Đó. Đi Hồng Loan thắp nhang cho ba nha quý vị. Vậy quán. Được nào? Không biết nha. Cảm ơn chị thầy chị Nguyễn Thuận à. À, vợ chồng chị bùng bơm mới quý vị rồi, cảm ơn chị Đào Nguyễn nha. À, là chim cho mấy vị ở tiệc thư công chúa đó. À, người nổi tiếng của tôi đó. À, ông Khoa đẹp trai. Rồi cảm ơn chị Phụng Nguyễn à, cảm ơn chị Đồng Nguyễn à. Dạ em nghe là chị Đồng Nguyễn đi à. Quay MV về buổi tối chị nha. Nó khi thẩm định xong là Loan đi quay MV nha. Mua đồ á. Đó chị quay đoạn hào rồi. Đó bà thợ thứ năm vũ lưng nè quý vị. Đây bàn thờ của năm năm. À, cảm ơn chị Nguyễn. Cái bàn trang điểm cả nhà. Em ra chim cho nha. Mấy người, mấy vị anh chị coi nha. Ông Khoa nè quý vị. À, ông Khoa đẹp trai. Còn chậu chú trợ lý chị Hồng Loan về nè. Đi đã rồi hả em trai, đi đóng MV hả? Mấy mà đi hát mấy bản không, hôm nay đi đóng phim Sáng Đèn đó, đóng phần cuối thôi, đóng phim vậy hả? Cái này là phim là chừng nào trước cái bản vậy? Một cách luôn hả? Có bí mật là loại như nào không? Loại bơ hay loại nhà trẻ không vậy? Không, cái này phim Sáng Đèn là phim... Phim của anh Vũ... Không, phim của anh Vũ. Phát hả? Rồi một tay là hóng, một tay là coi ha. Trời ơi, cảm ơn nhiều nha. Đó, trợ lý... Của chị Hồng Loan. Bây giờ nghe cái hả? Đây, người đẹp đây nè. Thư ăn giặt á. Cười dễ thương không? Dạ. À, chị đi đâu trước khi đi đâu chị cũng hấp nhang á quý vị. Giờ này chị giờ này chị thương ba lắm, đi đâu rồi. Cảm ơn chị Đào Nguyễn nghe. À, cậu em ở lại, em với anh Trang Sài Gòn ở lại quay cho quý vị cô chú anh chị biết nha. À, tiểu thư anh giặt à. Để chu ở trong nhà quý vị. Rồi giờ đóng cửa không lo, chắc không lo nghỉ cả nhà. Tiểu thư ăn giặt đóng cửa rồi quý vị. Rồi chúc kết thúc chương trình này nha. Kết thúc chương trình đây nghe quý vị. Hẹn gặp lại quý vị chương trình sáng mai vào lúc 12 giờ trưa nghe quý vị. Bye. Em nghe là chị Đào Nguyễn. À, tiểu thư ân giặt đi ngủ rồi quý vị. À, à.
quay cho quý vị coi. Và chừng nào ra tò quyết định bà xử trong khu ai thắng thì mẹ con số bầu dọn đi nha quý vị. Còn lan của mẹ con số bầu chào chị Lan Lê ạ. À, em chào chị Lan Lê. Đây là bếp của tiểu thư Ân Giặc Hồng Loan nè. Em là Pha Chính Nghĩa của Hồng Loan quý vị ơi. Chừng nào các tàu mới giải quyết được. Còn phần cuối ạ, giống một bộ phim có 4 phần đó. Quán cà phê hôm nay là quán cà phê này quên quay cho quý vị coi chứ. Quán cà phê này quý vị cho quý vị coi kháng tiếp 250 người anh em du khu vi tới quay. Chào Đồng Nguyễn. Dạ em nghe đúng rồi chị ơi, không đừng ngừng nữa là dọn đồ đi á chị. Thời gian theo dõi nha, xin hẹn đi đây tiếp theo. Xin chào. Mua đồ chị? Có chú Trắng mua đồ hả? Mua đó chị. Dạ không biết nữa, chừng nào có thẩm định chị Nghi livestream nói với luật sư Tuyết Ngọc nói quý vị. Em nhớ nghe lời chị Đào Nguyễn rồi để pháp luật trừng trị. Em sợ thẩm định lần nữa là có che con tới nữa quý vị. Giờ mày đi ngủ còn có người mua đồ tiểu thư ăn giặt nữa quý vị. Giờ khuya rồi, gần 9 giờ rồi, có người mua đồ quý vị. Dạ chưa biết rồi. Ôi không có chuyện ngồi sao chùm cuối xuất hiện mày là bọn cần chứ gì. Ủa đạn tao không có chuyện ngủ á. Tao quay cho xem. À, đúng rồi chị Nguyễn à, đi đóng phim chung nhiều người chị Ngào Cụi của chú Năm Vũ Linh chị Diêm Nguyễn. Chùm cuối tao không có chợ mày đâu, mày là bên sáu bào chứ gì. Mày được sáu bào mua chuột chứ gì, tao không sợ mày đâu. Mày cứ vô nước tao đi rồi mày biết. Mày là pha dơ giấy á, phải gì đâu. Có giờ này có khách tới mua đồ chị Hồng Loan đúng quý vị. Tao không có gì ngủ đâu, tao nói thật với mày, tao ở đây có 12 giờ cũng được á. Rồi chị Diễm Nguyễn ơi, à em biết rồi.
xin quý vị khỏi mua hàng á. Có em với anh Trang, Trang Sài Gòn tới ở chú Tránh với anh Khoa với con của chị con quý vị. Rồi cảm ơn chị Đồng Nguyễn nha, chúc chị ngủ ngon nha chị Đồng Nguyễn, chị Lan Lê. Tại buổi sáng em mất bận chỉ chiều tối thôi. Đó, chị Hồng Loan đi đâu trước đi đâu cũng khấn ba mình nữa, muốn vậy rồi về cũng chào hỏi ba mình một tiếng. Ngày 10 tháng 12 xin mời quý vị lên Hoa Viên Mường Dương dùng bữa cơm chay là ngày sinh nhật của chú Năm Vũ Lân quý vị. Ngày 12 tháng 12 quý vị. Để mai coi chị Hồng Loan có tổ chức gì không. Chị giờ mà chị đi khám rồi á. Chị đi ăn cơm rồi đó, chị Thảo đang trong nhà quý vị. Chị Thảo này uống ghê lắm, uống bia ghê lắm quý vị ơi. Tao thích chửi đó, sao ở chừng cuối xuất hiện mày đừng có nhắn cái gì chứ này chào cha cứu cái tin nhắn mày bây giờ đó. Chào chị. Hai chị mua rất nhiều đồ đó quý vị thấy không? Chị ở quận nhất hả chị? Buổi tối chị đi cẩn thận nha, công an dữ lắm. Buổi tối em nói chị đi cẩn thận. Ở hai chị này khuya rồi đó, quận nhất chờ kinh đựng xuống đây đó, quý vị. Nhưng mà biết rồi chợ Kinh Đựng đi này hai chị này ở chợ Kinh Đựng này quý vị. Hai chị này ở chợ Kinh Đựng xuống ủng hộ Hồng Loan nha. Chị ở chợ Tân Định xuống đây mua đồ Hồng Loan với quý vị. Trời ơi, em với Trang Sài Gòn kết thúc tại chưa? Kết thúc chương trình tại đây nha. Hẹn gặp lại quý vị chương trình vào trưa mai quý vị.